chào các lớp. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học đánh trống gõ bò ở một cái điệu mới, điệu khá là vui tươi, khá là sôi động và ra những bài hát cũng ở điệu này cũng rất là hay, đó là điệu tiết các bạn. Ví dụ như bài hát sớm năm cuộc đời, năm anh 20, 20 40 kim. Ok, nhưng mà đây đó rất là dễ thương, rất vui, cái gì tình xót xa thôi. Rồi. Tiết tấu của nó thì giờ nhịp cái này nhịp 44 các bạn, chúng ta sẽ có 4 phát ha. Rồi. Các bạn nhìn tiết tấu ha. Bụp chết bụp bụp quen thuộc quá rồi đúng không? Rồi. Bụp. Em phát hai chúng ta chết. Bụp 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 chết bụp bụp. Các bạn tưởng tượng, các bạn nghe trước, nghe cái nhịp trước đi ha. Nó như vậy thì nó ra như vậy các bạn. Số điện thoại để các bạn của Trần Ánh đây, các bạn có liên hệ để có thể các bạn mua trống lục lạc để chúng ta tập chơi ha. Rồi nếu các bạn nào mua trống lục lạc chỗ Trần Ánh thì các bạn sẽ được tặng một cái khóa học trống lục lạc miễn phí, ok chưa? Rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ vào cái đánh tiết tấu này nha. Nhịp 44 ha. Cách 1 chúng ta đánh bụp ngày hai chết. Cái nhà có đánh dưới sau thì chúng ta sẽ đánh bên tay trái. Rồi. Bụp chết bụp 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 chết bụp bụp, ok, nó đơn giản thôi. Bụp chết bụp 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 chết bụp bụp chết bụp 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 chết bụp bụp chết bụp 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 chết bụp bụp. Rồi như vậy mình đánh vô, bắt đầu mình đánh chậm ha. Bụp thì chúng ta sẽ đánh ngay giữa ha. Rồi chết thì chúng ta sẽ đánh tay trái bên đây. Các bạn đánh ngay gì cũng được, vẫn phải các bạn đánh giữa đây cũng được ha, gì cũng được. Không ta đánh vô vậy cũng như cái gì, cái âm thanh gì, cái tông cũng được. Rồi đánh chậm trước nè. Bụp chết bụp 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 chết bụp 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 bụp. Rồi khi tăng tempo lên trước mặt chúng ta đã đạt được cái tiết tấu như vậy. Phần phiêu này chúng ta sẽ học video sau cho các bạn đỡ tập trung vào cái video clip này để có thể nó quá dài, ok ha. Rồi quen rồi đúng không? Rồi các bạn nghe thử cái điều tiết ở trong cái nền học nha, các bạn chúng ta sẽ phân biệt được cái điều tiết với những cái điều khác. Rồi đây là điều tiết các bạn. Rồi mình kết hợp và đánh trống vô ngay sao. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời em đâu sung sướng trong bao lâu em ơi làm sao giờ vậy phải bao rồi như đại khái nó đơn giản vậy thôi, nhưng quan trọng cái tiết tấu này đánh nhanh không ạ? Rồi chúng ta sao quen rồi chúng ta nhanh dần rồi chúng ta điều tiết là các bạn đơn giản ha. Rồi ok, cái video chúng ta học tiết tấu cơ bản thì ở video này chúng ta tạm dừng đây nha. Rồi video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái feel của mấy cái tum tum báo vô cho nó sôi động hơn những cái chỗ mà chuyển động, ok đó. Rồi lại cái lớp nha, chúc các lớp thành công với điều tít 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 tít, ok.